Xong rồi, em xin chào các bác nhé. Em lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Panasonic, một cái dòng VIP một thời. Tại cái thời điểm sản xuất ra thì con Panasonic FVX70 này nó là máy cao cấp nhất, trang bị full tính năng, đủ 5 cảm biến thôi nhé. Đây, của một con máy VIP. Chiếc máy này thì các bác dùng trong phòng khoảng 50m² đổ lại. Con này nó có cảm biến phát hiện người các bác. Đấy, nó là cái dòng VIP nhất thì mới có cảm biến 1 này, phát hiện người này, cảm biến ánh sáng 2 này, tối tự tắt đèn các bác nhé, cảm biến ẩm, cảm biến mùi là 4, cảm biến bụi là 5, đủ full 5 cảm biến luôn. Các máy bình thường chỉ tầm 2 hoặc 3 cảm biến thôi, nhưng con này đủ 5 cảm biến. Màng HEPA con này em thay mới tinh. Cái dòng VX70 này cái màng nó to dày các bạn, khá đắt nhé, 400.000 cái màng này đấy ạ. Đấy, than hoạt tính nó cũng rất là dày, khử mùi tốt, dòng mặt dâng cánh vẫy đủ full tính năng. Đấy, bác nào mà muốn một con máy full tính năng lọc tốt mà giá thành hợp lý thì mình chốt con này thôi ạ. Đấy, giá thì em bán con này 2 triệu nhé, quá rẻ luôn, 2 triệu, đấu biến áp điện 220V rồi, mặt dâng cánh vẫy mà. Hình thức thì như trên hình các bác nhìn, đặt mức tương đối. Mình muốn cái giá thành vừa phải mà sở hữu những con máy nó full thì các bác cứ chơi những cái dòng này thôi. Vì thực ra lọc khí nó cũng không thay đổi nhiều gì về công nghệ. Vẫn cứ nano rồi ion các kiểu, rồi là màng HEPA. Nó chỉ có thay đổi mẫu mã thôi. Nếu mà các bác chạy theo mẫu mã thì các bác phải trả thêm cái tiền chi phí cho mẫu mã. Còn bác nào mà đơn thuần chỉ muốn giá cả vừa phải mà lọc tốt thì mình cứ lấy những con này nhé các bác nhé. Với ria đi ria này là bình nước buồn này, thời tiết hanh khô hanh khô thì các bác cho nước vào bình này, mình bật buồn lên, trong này nó là khu vực màng bùa này. VX70 66W CD máy là 3233. Em bảo hành 1 năm thôi nhé. Phí vận chuyển con này đi toàn quốc là 100.000. Hình thức mua bán thì có đặt cọc trước 500 ạ. Chào các bác.